Bạn sẽ thực sự bất ngờ khi phần mềm PowerPoint có thể thiết kế cực nhanh hiệu ứng vỡ mảnh vô cùng nghệ thuật trên poster của bài hát mới nhất từ Sơn Tùng. Đầu tiên, mình sẽ vẽ năm hàng hình vuông nằm so le với nhau và đặt sen vào khuôn mặt. Sau đó, mình sẽ chọn cả ảnh và tất cả các hình, rồi vào Merge chọn Fragment để phân mảnh được các phần giao nhau. Cuối cùng, mình sẽ nhóm tất cả các mảnh đã vỡ ra làm một, rồi vào Rotate để lật ngược cả khối theo chiều ngang. Ngay lập tức, chúng ta sẽ sở hữu hiệu ứng hình ảnh vô cùng xịn sò và độc đáo. Với sức mạnh thiết kế toàn năng của PowerPoint hiện tại, gần như chúng ta có thể thiết kế mọi hiệu ứng phức tạp ngay trên phần mềm tuyệt vời này. Các poster của Sơn Tùng được NiceLine thiết kế lại bằng PowerPoint chính là minh chứng khẳng định quan điểm vừa rồi. Cùng đến với khóa học của NiceLine để khai phá được toàn bộ tiềm năng sáng tạo và chinh phục được mọi giới hạn thiết kế của PowerPoint.